Xin chào các chị em và tất cả các bạn đã đến điểm trường Hà Giao Cò mới. Nhân dân và nhà trường, bà con ở đây cũng rất là mừng được của và lên cho điểm trường rất là đẹp. Và khi có dự án của và lên đã đầu tư được cái điểm trường khang trang và có một số cơ sở vật chất, trang thiết bị cho điểm trường rất là đầy đủ, chi tiết. Và LEM dự án đã đầu tư có điện thắp sáng cho trường để khi mà trời âm u, không dùng đến cửa sổ. Từ khi có cái dự án đến thì thứ nhất là về cái vệ sinh về nước thì đã có sự thay đổi rõ ràng. Nhà vệ sinh của trường thì được Palen đầu tư thì có 2 phòng, đó là một phòng nam và một phòng nữ, có chỗ rửa tay đúng cách cho lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo ở đây, và rất là sạch sẽ, khang trang. Về sân chơi cho trẻ thì sân chơi rất là an toàn so với ngày trước. Ngày trước thì bằng sân đá mấp mô này, chưa có giải bê tông và chưa có giải xi như bây giờ, và không có tường rào. Hôm nay thì là bên trạm y tế rồi có cái kế hoạch cũng như thường kỳ hàng tháng sẽ đi, thứ nhất là đi giám sát các thôn để về cân trẻ và đặc biệt các cháu ở mẫu giáo. Thì hàng tháng thì trạm y tế cũng có cái kế hoạch với là các cô giáo để là đi khám sức khỏe định kỳ cho các cháu để kịp thời phát hiện ra về cái tình hình về sức khỏe của đồng bào ở đây nói chung. Nhà riêng về cái tình hình về cải thiện về cái chương trình dinh dưỡng của trẻ, đặc biệt là số trẻ em gái ở tại trên địa bàn đã có bước chuyển biến và có cái tình hình sức khỏe có thể khá hơn, tốt hơn so với mấy năm về trước. Về nhà ăn ấy thì năm 2013 được sự đầu tư của huyện
đầu tư cho cái nhà ăn khang trang như bây giờ. Diện tích là tương đối rộng, đủ cho hơn 200 học sinh ăn tập trung. Nước sạch ấy, thì cũng được sự hỗ trợ của tổ chức Plan đầu tư một cái đường ống dẫn nước từ hồ treo về đến nhà trường. Bước vào buổi sinh hoạt thì em sẽ là người giảng chính, em sẽ cho học sinh tìm hiểu về các cái nội dung. Thứ nhất là nhắc lại về kết hôn sớm là gì, kết hôn chưa đủ tuổi là gì, và các cái hậu quả, để từ những cái hậu quả đó thì các em sẽ đưa ra được các cái lợi ích của việc kết hôn đủ tuổi đối với cộng đồng người Mông của các em ở trên này, với những cái nguyên nhân hủ tục còn rất là lạc hậu của các em đem lại. Ngoài ra, ngoài nói về cái vấn đề kết hôn sớm hay là tảo hôn ra thì ở những cái buổi truyền thông trước thì cho học sinh tìm hiểu về quyền trẻ em, để các em nắm được quyền trẻ em là được học tập, được đến trường.